người dân và sinh viên vây bắt đối tượng trộm cắp manh động tại làng Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Tour lái xe mạo hiểm khám phá nhà công ở Quảng Bình. Doanh nghiệp lữ hành đầu tư gói sản phẩm chuẩn bị đón đầu làn sóng du lịch MICE.